Sáng ngày 12 tháng 3, trung bình số ca COVID-19 mới tuần qua là 153.998 F0 ngày, tỷ lệ tử vong giảm. Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 2,98 triệu người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh. Trung bình số ca COVID-19 mới tuần qua là 153.998 ca trên ngày, nhưng tỷ lệ tử vong giảm. Luôn giữ được mức dưới 100 ca trên ngày, trung bình trong tuần là 83 ca trên ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 5.448.935 ca mắc COVID-19, đứng thứ 20 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 55.161 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.441.358 ca. Trong đó có 2.980.405 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 563.711, Hà Nội 553.422, Bình Dương 333.504, Bắc Ninh 212.056, Nghệ An 194.263. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 153.998 ca trên ngày. Tổng số ca được điều trị khỏi 2.983.222 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.990 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.105 ca, thở oxy dòng cao HFNC 440 ca, thở máy không xâm lấn 125 ca, thở máy xâm lấn 317 ca, ECMO 3 ca. Số bệnh nhân tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 83 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.228 ca, chiếm tỷ lệ 0,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Tình hình xét nghiệm. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 35.139.506. 12 mẫu, tương đương 81.001.418 lượt người, tăng 64.259 mẫu so với ngày trước đó. Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 199.277.592 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 182.233.131 liều. Mũi 1 là 70.892.510 liều, mũi 2 là 67.757.474 liều, mũi 3 là 1.492.885 liều, mũi bổ sung là 14.413.543 liều, mũi nhắc lại là 27.676.719 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.044.461 liều. Mũi 1 là 8.748.035 liều, mũi 2 là 8.296.426 liều. 43 tỉnh, thành phố có số ca mắc mới COVID-19 từ 1.000 đến gần 32.000. Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày 11 tháng 3 cả nước có 43 tỉnh, thành phố có số ca mắc mới COVID-19 từ 1.000 đến gần 32.000. Trong đó Hà Nội tiếp tục cao nhất với 31.899 ca. Thứ hai là Nghệ An với 11.057 ca, Phú Thọ đứng thứ ba với 6.352 ca, Bắc Ninh thứ tư với 6.346 ca và Bình Dương thứ năm với 5.574 ca. Tiếp sau đó là các tỉnh, thành, Sơn La 4.728, Hưng Yên 4.324, Lạng Sơn 4.291, Hòa Bình 4.281, Hải Dương 4.035, Cà Mau 3.859, Tuyên Quang 3.838, Nam Định 3.494, Quảng Trị 3.462, Lào Cai 3.309, Hải Phòng 3.297, Đắk Lắk 3.218,
Thành phố Hồ Chí Minh 3.040, Bắc Giang 2.997, Quảng Ninh 2.919, Vĩnh Phúc 2.862, Bình Định 2.826, Thái Nguyên 2.724, Thái Bình 2.719, Điện Biên 2.709, Quảng Bình 2.708, Ninh Bình 2.569, Bình Phước 2.425, Lai Châu 2.419, Cao Bằng 2.386, Hà Nam 2.337, Bến Tre 2.090, Yên Bái 2.042, Khánh Hòa 1.693, Đà Nẵng 1.683, Đắk Nông 1.676, Phú Yên 1.586, Lâm Đồng 1.511, Tây Ninh 1.331, Thanh Hóa 1.292, Bắc Cạn 1.275, Vĩnh Long 1.098, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.096. Số ca mắc COVID-19 tăng cao nhưng tỷ lệ tử vong đang giảm dần. Thống kê hàng ngày của Bộ Y tế cho thấy số mắc mới trong một tháng gần đây liên tục tăng cao. Ngày 11 tháng 3 trên 169.100 ca COVID-19, ngày 10 tháng 3 trên 160.600 ca COVID-19, ngày 9 tháng 3 trên 164.500 ca COVID-19, ngày 8 tháng 3 là trên 162.400 ca COVID-19. Trong khi đó, số tử vong luôn giữ được mức dưới 100 ca trên ngày, trung bình trong tuần là 83 ca trên ngày. Riêng ngày 11 tháng 3 số mắc mới là 169.114 ca, cao nhất từ trước đến nay. Nhưng số tử vong giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng qua và xuống gần mức tháng 10 năm 2021. Thời điểm mới kết thúc giãn cách xã hội kéo dài và số mắc mới giảm sâu, Bộ Y tế cũng cho biết tỷ lệ tử vong, tổng số mắc đã giảm dần và hiện giảm xuống còn 0,8%. Trong khi cao điểm nhất tỷ lệ này lên đến trên 2,2%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số mắc và tử vong cao nhất nước cho đến nay, tỷ lệ tử vong, số mắc đã giảm xuống mức 3,8%, trong khi giai đoạn cao điểm tỷ lệ này là trên 4%. Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục nâng cao năng lực thu dung, điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong, chủ động, sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn nhằm phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong, tăng cường theo dõi, giám sát sức khỏe người nhiễm virus để kịp thời liên hệ với cơ sở y tế ngay khi có nhu cầu. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch mới đây, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định hệ thống y tế vẫn đang trụ vững, tăng cường năng lực hồi sức và điều trị các ca nặng. Bộ Y tế đang tiến hành từng bước hướng tới điều trị COVID-19 như điều trị bệnh nhân thông thường. Theo trang mạng gourmet.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,6 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 454,7 triệu ca, trong đó trên 6,05 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc 282.987 ca, Đức 245.342 ca và Anh 72.828 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ 777 ca, Nga 674 ca và Brazil 409 ca. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 992.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 42,9 triệu ca mắc và trên 515.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29,3 triệu ca mắc và trên 654.000 ca tử vong. Thái Bình, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.